Villa Shop địa chỉ 27 Tân Phước, phường 6, quận 10. Thì như các bạn thấy ở đây mình có một cái chiếc máy chiếu của ViewSonic với cái logo ba con chim huyền thoại ở đây. Rồi, thì đây là dòng máy chiếu mới nhất mà được ViewSonic tung ra thị trường trong năm 2015 với cái mã sản phẩm là BZD5555W. Rồi, thì ở cái video clip này mình sẽ tiến hành giới thiệu cái dòng máy chiếu mới này của ViewSonic đến các bạn. Thì như các bạn đã thấy thì tông màu chủ đạo của cái chiếc máy chiếu mới này của ViewSonic có màu đen khá là mạnh mẽ và sang trọng. Ở phần mặt trước nó có thể chia làm hai phần. Ở phần bên phải là nơi bố trí cái bóng đèn chiếu, cũng như là phần bên trái là nơi bố trí những cái khe tản nhiệt đó, cũng như là cái quạt tản nhiệt bên trong để làm tăng khả năng tản nhiệt, tăng độ mát mẻ cho cái bóng đèn này khi sử dụng chiếc máy chiếu. Ở hai cạnh bên là nơi bố trí tiếp tục những cái khe tản nhiệt cho cái chiếc ViewSonic BZD5555W này đó. Việc chú ý tới cái khả năng tản nhiệt của chiếc máy chiếu cũng rất là cần thiết, bởi vì khi chiếc máy chiếu này hoạt động thì cái bóng đèn rất là nóng đó. Thì việc tăng khả năng tản nhiệt giúp cho cái bóng đèn có thời gian sử dụng lâu hơn. Thì cái bóng đèn của chiếc máy chiếu BZD5555W này có thời gian sử dụng lên đến 10.000 giờ, có độ sáng, cường độ sáng lên đến là 3.200 ANSI lumen đấy. Với cái mật độ tương phản là 15.000/1. Đồng thời cái con ViewSonic BZD5555W này còn được trang bị cái Super Color Technique. Đây là cái công nghệ giúp cho cái chất lượng hình ảnh cũng như là độ sắc nét của hình ảnh được tăng lên rất là nhiều, được cải thiện hơn rất là nhiều đó, giúp bạn có những trải nghiệm tốt hơn khi mà xem phim hay là sử dụng cái chiếc máy chiếu này trong những buổi thuyết trình này nọ. Rồi, thì ở mặt sau của cái chiếc máy chiếu ViewSonic BZD5555W này là nơi bố trí cái cổng kết nối. Thì như các bạn thấy ở đây chúng ta có hai cái cổng kết nối cho computer, một cái cổng cho monitor, một cái cổng RS232, cũng như là những cái cổng audio, video, HDMI ở đây. Ngoài ra chúng ta còn có cái cổng để cắm dây nguồn cấp nguồn cho con ViewSonic này hoạt động. Đây là cái cổng quan trọng nhất, bởi vì không có cái cổng này thì con ViewSonic này không thể hoạt động. Rồi, thì cái mặt trên của cái con ViewSonic là nơi bố trí những cái nút điều khiển cơ bản đó. Nút power, nút điều chỉnh cái keystone menu này nọ. Rồi, ngoài ra ở cái rãnh trên cùng gần cái cạnh trước này thì chúng ta có cái nơi điều chỉnh cái độ zoom cho cái bóng đèn của cái chiếc máy chiếu này. Rồi, thì mặt dưới của sản phẩm cũng không có gì khác ngoại trừ cái mã vạch của sản phẩm, tem thông tin sản phẩm về cái dòng sản phẩm, cũng như là cái chân để điều khiển độ nâng hạ cho cái phần đầu của chiếc máy chiếu, cùng với cái chân chống trượt bằng cao su ở đây. Thì cái dòng sản phẩm này khi bán ra còn kèm thêm một số những cái phụ kiện trong hộp. Thì ở đây mình có một cái đĩa driver cùng cái pin để sử dụng remote. Ngoài ra mình còn có thêm một cái remote ở đây, dĩ nhiên có pin thì phải có remote, một cái chiếc remote nhỏ nhỏ của ViewSonic BZD5555W này. Rồi, ngoài ra chúng ta còn có thêm một cái dây chân rớt hai đầu để kết nối với monitor và cái máy chiếu này. Rồi, cuối cùng chúng ta có hai cái cộng dây cắp nguồn, một cộng hai chân và một cộng ba chân. Thì đây là trọn bộ sản phẩm của ViewSonic với mã sản phẩm là BZD5555W. Thì thông tin chi tiết về cái dòng sản phẩm máy chiếu mới nhất này của ViewSonic bạn có thể tìm hiểu thêm tại website của VidaShop ở địa chỉ www.vida.vn, hoặc bạn có thể gọi đến số hotline cho VidaShop để được nhân viên tư vấn một cách tận tình nhất. Rồi, cảm ơn các bạn, chào các bạn.